Vô quá đi máy à? Cái tay không có như này. Vào không má rồi. Bây giờ em đi bộ tới đâu? Mình sao? Ngõ này mình tránh được tới đi đâu nữa? Đi bộ khoảng bao nhiêu mấy nữa? Trên đường nó được khoảng xe quay à? Dạ. Sáu ngàn hả? Nó từ đoạn nào tuần tra với ba ta? Mình trộm lấy làm gì? Không có tiền nhiều thì em đi chữa bệnh, không bệnh của em mà. Bệnh gì? Lo cuộc sống mà. Sống với ba to rồi.